Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Vietnam TV. Thưa quý vị và các bạn, tờ Thời báo Tài chính của Anh ngày 9 tháng 1 năm 2020 đã đăng một bài viết cho rằng trong vòng 10 năm qua, PLA tức là Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã mở rộng đáng kể sự hiện diện và khả năng của mình và làm suy yếu việc tự do hành động của quân đội Mỹ trong vùng biển và không phận Châu Á bên ngoài Đài Loan sự cạnh tranh cán cân lực lượng giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng gây gắt. Các chuyên gia quốc phòng của cả hai bên đều cho rằng Đài Loan là nơi có khả năng để xảy ra cuộc xung đột quân sự giữa hai nước trong tương lai nhất. Đặc biệt là sự kiện mới đây trong cuộc tổng tuyển cử Đài Loan diễn ra vào ngày 11 tháng 1 vừa qua, bà Thái Anh Văn của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ DPP đã tái cử, giành được mức cao kỷ lục là 8 triệu phiếu và đảng này giành được hơn một nửa số ghế trong Viện Lập pháp Đài Loan. Bà Thái Anh Văn ngay sau khi tái đắc cử đã gửi đi một thông điệp đánh thép dành cho Bắc Kinh rằng Đài Loan Dân Chủ sẽ không chịu khuất phục trước các mối ủy hiếp và dọa dẫm của Trung Quốc. Tổng thống Thái Anh Văn được cho là người có quan điểm rất cứng rắn trước Bắc Kinh. Bà kiên quyết từ chối cái gọi là một quốc gia hai chế độ của Tập Cận Bình. Chuyên gia quốc phòng Nghe Lạc Hùng của trường đại học thượng hải thì cho rằng trung quốc không loại trừ khả năng đánh đài loan theo kiểu chiến tranh lâu dài nhằm giảm thiểu các sức ép của mỹ ông nói thêm rằng không ai biết làm thế nào để tránh được điều này đó là lý do tôi nghĩ tại sao hai bên không công khai sự đối địch ông cũng nói rằng đây phần lớn là vấn đề chiến tranh tâm lý cả hai bên có thể chấp nhận nguy cơ như thế nào liệu có dám kết thúc bằng sự hủy diệt lẫn nhau hay không chi tiêu quốc phòng của bắc kinh gấp 15 lần Đài Bắc và ngân sách quốc phòng của Đài Loan vào năm 2020 dự kiến đạt tới 11,9 tỷ đô la. Trong vòng 10 năm qua, Trung Quốc đã chế tạo và triển khai các tên lửa tầm trung có thể được sử dụng để nhắm vào các tàu sân bay và căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản và đảo Guam. Nếu như Mỹ can thiệp vào bất kỳ cuộc xung đột nào trên eo biển Đài Loan giữa Đài Loan và Trung Quốc, thì hai địa điểm này rất có thể sẽ được trung quốc sử dụng để tấn công vào mỹ ngay cả khi mỹ cung cấp cho đài loan các sada mới máy bay chiến đấu và công nghệ tàng hình mới nhất thì đài loan cũng không thể chống lại các cuộc tấn công của quân giải phóng nhân dân trung quốc pla trong một thời gian dài mà không cần sự trợ giúp từ phía bên ngoài phía đài loan tin rằng mục tiêu của quân giải phóng nhân dân trung quốc pla là tăng cường các nguồn lực quân sự để có thể phát động tấn công trong vòng mấy năm tới. Chuyên gia quốc phòng Đài Loan Enoku đã nói rằng chúng tôi có thể thảo luận về việc đó là năm 2020 hay năm 2022, nhưng chúng tôi biết đó không phải là năm 2049. Trước mùa hè năm 2019, chuyên gia Enoku là ủy viên hội đồng an ninh quốc gia của chính quyền tổng thống Thái Anh Văn, một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ đã nói rằng ông Tập Cận Bình đã từng tuyên bố rằng vấn đề Đài Loan không nên được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và ông đã lưu ý rằng ông Tập Cận Bình đã từ chối loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực trong bài phát biểu của mình vào năm 2019. Ông nói rằng ông Tập Cận Bình có thể đã tự dồn vào góc tường trên vấn đề di sản chính trị của mình. Còn theo tờ báo chính thức Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc vào ngày 21 tháng 12 năm 2019, Vương Hồng Quang, trung tướng đã nghỉ hưu của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, cựu phó tư lệnh quân khu Nam Kinh, đã nói tại hội nghị thượng đỉnh 2020, thế giới khó khăn, Trung Quốc ổn định. Đối với đại lục, cần phải xác định rõ ràng những lực lượng muốn Đài Loan độc lập là thế lực thù địch và kênh thống nhất hòa bình giữa hai bên eo biển Đài Loan đã bị đóng chặt lại. Vậy, PLA, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, sẽ xé nát tuyến phòng thủ của Đài Loan như thế nào? các quan chức và nhà nghiên cứu quân sự Đài Loan và Mỹ cho rằng Trung Quốc đại lục sẽ tiến hành một cuộc tấn công mạng vào Đài Loan để phá vỡ thông tin liên lạc trên đảo và giữa Đài Loan đối với Mỹ. Nếu như thành công, các cuộc tấn công như vậy có thể tước đi của các chỉ huy quân sự của Đài Loan các cách thức để nhận thông tin tình báo và truyền đạt các mệnh lệnh cũng như là phá hủy các hệ thống ngắm bắn điện tử cần thiết cho phòng thủ tên lửa. Ian Easton, một chuyên gia của nhóm tư vấn Project 2049 Washington đã nói rằng PLA có khả năng phá hủy tai mắt của quân đội Mỹ và Đài Loan. Ông Easton đã từng viết một cuốn sách nói rằng Trung Quốc đại lục có thể xâm chiếm Đài Loan. Sau cuộc tấn công mạng thì sẽ có các cuộc tấn công tên lửa và ném bom bắn phá, phá hủy lực lượng không quân và hải quân của Đài Loan càng nhiều càng tốt và phá hoại các cơ sở thiết bị giao thông, điện lực và cơ sở hạ tầng công nghiệp các tài liệu lưu hành hạn chế của PLA được trích dẫn trong cuốn sách của Easton đã cho thấy, cùng lúc đó, các tổ chức ngầm của đại lục tại Đài Loan và lực lượng không quân Trung Quốc sẽ tìm mọi cách ám sát người đứng đầu Đài Loan, đó là bà Thái Anh Văn, viện trưởng hành chính, người chỉ huy quân sự và bắt đi những chính trị gia cùng với những sĩ quan quân đội. Một kế hoạch thật là thâm hiểm. Một khi chắc chắn Đài Loan không còn có thể đe dọa từ trên không thì Trung Quốc đại lục sẽ huy động quân đội của họ để chinh phục và chiếm đóng Đài Loan. Quân đội Đài Loan cho rằng khả năng quân sự của PLA vẫn còn nhiều hạn chế. Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã ra báo cáo sức mạnh quân sự của Trung Quốc thường niên. Báo cáo nói rằng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA bị hạn chế bởi hoàn cảnh địa lý tự nhiên của eo biển Đài Loan, thiếu phương tiện đổ bộ và hỗ trợ hậu cần lớn. Mặc dù quân giải phóng nhân dân Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng tần suất và cường độ của các cuộc tập trận đổ bộ, nhưng vẫn chưa có đủ khả năng để tác chiến chính quy và tấn công toàn diện Đài Loan, chỉ có khả năng đánh chiếm các hòn đảo phía bên ngoài. Liệu có cần đến một triệu quân PLA để đánh bại Đài Loan hay không? PLA hiện nay còn thiếu khả năng sử dụng tàu và máy bay để vận chuyển quân đội tấn công vượt qua eo biển Đài Loan. Các chuyên gia quân sự Mỹ thì cho rằng, để đánh bại 200.000 quân hùng mạnh của Đài Loan, thì PLA phải cần tối đa là một triệu quân. Các chuyên gia quân sự Trung Quốc thì đang khen ngợi tàu đổ bộ Thai 075 do Bắc Kinh chế tạo. Trước Thai 075 đầu tiên của Trung Quốc đã được hoàn thành vào tháng 10 năm 2019. Nếu như chúng ta kiểm soát được bầu trời sau đòn oanh tạc chính xác, các làn sóng tấn công từ những con tàu như thế này có thể sẽ tan tuyến phòng thủ của Đài Loan thành các mảnh vụn, ông Nghe Lạc Hùng đã viết trên mạng xã hội. Mà dù các chuyên gia phương Tây cho rằng tác dụng của tàu tấn công đổ bộ Thai 075 hạn chế, nhưng PLA có thể tìm ra cách khác để huy động quân đội của họ. Rick Fisher, một chuyên gia tại Trung tâm Đánh giá và Chiến lược Quốc tế tại Washington, đã cho rằng khả năng không vận chính thức của PLA không mấy ấn tượng cho lắm, nhưng lực lượng máy bay trực thăng của họ đang nhanh chóng được gia tăng. Ông nói thêm rằng, mặc dù quân đội Trung Quốc vẫn thiếu các khả năng cần thiết về tàu thuyền, nhưng có thể khắc phục bằng cách trưng dụng tàu chở khách, tàu chở ô tô cỡ lớn và các tàu dân sự khác. Nhiều tàu trong số đó hiện có khả năng dùng cho quân sự. Quân đội Trung Quốc hoàn toàn có thể chiếm các sân bay của Đài Loan để quân đội đáp máy bay thương mại hoặc chiếm cảng để vận chuyển binh lính bằng các tàu vận tải và tàu chở khách cỡ lớn, tránh phải đổ bộ trên bãi biển. Các nhà hoạch định Mỹ và Đài Loan thì cho rằng một khi PLA tấn công, Đài Loan sẽ phải chiến đấu một mình trong khoảng một thời gian. Một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ đã nói rằng Đài Loan cần phải tổ chức lại quân đội quy mô lớn và bớt đầu tư vào các dự án quân sự đắt tiền, chẳng hạn như là mới đây mua 66 máy bay V-16 Viper từ chính Hoa Kỳ, chú trọng nhiều hơn tới các loại vũ khí tính năng linh hoạt và hiệu quả về chi phí, sẽ trì hoãn hoặc là ngăn chặn các hành động quân sự tại Trung Quốc. Lầu năm Góc, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Thái Bình Dương và Bộ Quốc phòng Đài Loan trong năm này sẽ hoàn thành đánh giá về kế hoạch phong thủ và chiến tranh hiện tại của Đài Loan. Washington cũng đã tăng cường quan sát các cuộc tập trận quân sự của Đài Loan. Các quan chức Mỹ nói rằng hai bên đang thảo luận về việc tiến hành tập trận quân sự mức độ thấp để đảm bảo hai bên có hiểu biết cơ bản về cách thức Mỹ và Đài Loan sẽ liên lạc với đồng minh Nhật Bản của Mỹ trong trường hợp nổ ra chiến tranh với Trung Quốc. Các chuyên gia quân sự Mỹ thì tin rằng quân đội Đài Loan có thể sử dụng lợi thế địa lý có hòn đảo để đánh bại bất kỳ cả tấn công nào. Tướng Grayson kêu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng và cựu tư lệnh thủy quân lục chiến của Mỹ đã nói rằng Đài Loan về cơ bản là rất có khả năng phòng thủ, những dãy núi cung cấp cho họ lợi thế phòng thủ cực tốt. Để lợi dụng môi trường này thì Washington đang thúc đẩy Đài Loan cải cách lực lượng dự bị. Về mặt lý thuyết, lực lượng này có 2,5 triệu người, nhưng nó không được huấn luyện đầy đủ. Sau nhiều năm phản đối, có những dấu hiệu cho thấy Đài Loan đang tham gia. Các quan chức cao cấp của Mỹ gần đây đã nhiều lần bày tỏ thái độ của họ trong việc bảo vệ Đài Loan. Vào ngày 9 tháng 4 năm 2019, Bộ trưởng Tác chiến Hải quân Richardson đã nói tại phiên điều trần quốc hội rằng ngân sách hải quân năm 2020 của Bộ Quốc phòng đảm bảo rằng quân đội Mỹ có thể ứng phó hiệu quả với mối đe dọa của PLA đối với Đài Loan. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2019, thông tấn xã CNA của Đài Loan đã đưa tin hai máy bay chiến đấu từ Trung Quốc đại lục đã vượt qua đường trung tâm của eo biển Đài Loan vào lúc 11 giờ sáng ngày 31 không quân Đài Loan đã khẩn cấp xuất kích lên ngăn chặn. Các máy bay quân sự hai bên đã đối đầu với nhau trong khoảng 10 phút, không khí rất căng thẳng trong một thời gian. Ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, ngày 1 tháng 4 đã nói rằng Mỹ quyết tâm thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Đài Loan chống lại các hành động khiêu khích quân sự của Bắc Kinh. Ông nói rằng đạo luật quan hệ Đài Loan và cam kết của Mỹ là rất rõ ràng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại